Dạ, kênh Hoa Sứ Mỹ Ngân con xin chào cô chú cùng các anh chị mình. Cái clip này xin giới thiệu cô chú anh chị mình hai cây sứ ánh dương, hoa màu đỏ giống như thần tài, một cây củ quái, dáng nằm. Cây hiện tại đang nằm chậu C12, củ rất là già ha cô chú anh chị mình. Đó, hoa màu đỏ rất là đẹp luôn. Nó gộ bông như thần tài á cô chú anh chị mình. Này con để tại để một lần một lóc á, nó không chăm sóc á, nó khô dữ lắm, khô rồi. Về cô chú anh chị mình thay phân mới và mình chăm sóc nó đầy đủ thì rất là đẹp nha. Cặp này con thanh lý cho cô chú anh chị mình, giá rất là mềm luôn, chỉ có 220.000 thôi, quá trời rẻ luôn. Đó, một cây dáng nằm, một cây dáng đứng. Hai cây này rất là đẹp nha, củ không thẹo nha cô chú anh chị mình, củ không thẹo nha. Đó, hai cây chỉ có 220.000, trồng khá là lâu rồi cô chú anh chị mình, già nó lên đốm hết trơn rồi. Đó, phí ship thì bên người mua trả ha cô chú anh chị mình, giá rất là mềm luôn. Hai cây này bảo đảm rất là đẹp nha. Đó, rồi cặp số 1 ha, 220.000. Hôm qua tiếp cặp số 2, cũng là hoa màu đỏ, đỏ gực luôn. Đó, đỏ rất là đậm nha, cây này gộ bông đó nè. Đó, cũng là hai cây. Hai cây này, có cây này nó hơi bé hơn tí thì con bán cặp này giá là 200.000, phí ship bên người mua trả ha. Nhưng mà cây này cũ khá là to nha. Còn cây này cũ nó hơi bé bé, không bé đâu, tại vì con trồng âm cũ nha. Cây này không bé đâu, tại trồng âm cũ, cũ đẹp nha. Rồi lỡ nói thì bán cặp này 200.000 luôn, phí ship bên người mua trả nha cô chú anh chị mình. Cũ to nè, nhưng mà đào ra cũ to nè. Đó. Rồi, cô chú anh chị nào yêu cặp nào thì liên hệ với con nha. Hai cặp, cặp 200. Cặp này 200, cặp đầu thì 220 nha. Phí ship bên người mua trả. Nói chung cặp nào cũng đẹp hết, nhỏ ra củ bao đẹp luôn. Hàng này thì không thẹo nha cô chú anh chị mình ha. Hoa màu đỏ, đỏ rất là đẹp luôn. Đó, đỏ như thần tài ha. Rồi, cô chú anh chị nào thích cặp nào liên hệ với con nha. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình.